Hai, chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay vlog này sẽ không có review xe mà chỉ nói về một số vấn đề mà trên Việt Nam Motor Show á, giống như là giá xe buýt của mình á. Thì có nhiều anh em cứ hỏi là sao mà anh em chơi xe với nhau á mà lại cạnh tranh với nhau từ cái đáp xe, từ giá tiền xe rồi hay là từ những cái món đồ chơi trên xe á. Thì anh em cũng đừng bận lòng làm gì, đó là vấn đề từ cổ chí kim rồi, mà không có riêng môn chơi xe mà đâu, môn gì cũng vậy á. Những cái thành phần mà họ vào cái môn đó để họ thể hiện cái gia tài của họ thì anh em khỏi cần hỏi họ cái cách chơi, tại vì lúc nào họ cũng không xe xua và họ khoe cái giá trị của họ, chứ thật sự họ đâu có đam mê đâu mà họ biết những cái giá trị khác. Ví dụ như giờ anh em đi anh em chơi xe đắt cũ, họ cũng nói là thời buổi này bây giờ mà còn chạy xe đắt đó, đúng không? Rồi anh em chơi xe mà đặt thùng đó, họ cũng nói mua chi cho xe thùng cho phí tiền, mốt bán nó lỗ đó. Ví dụ anh em mua xe mà xe mới mà không gắn đồ chơi, họ cũng chửi. Họ sẽ nói là có tiền mua xe mà không có tiền gắn đồ chơi, mà anh em nói full đồ chơi họ cũng chửi, họ nói là gắn chi phí tiền xong để tiền mua xe khác. Nói chung là những người đó họ không có hiểu được cái sở thích của anh em mình. Họ vào ví dụ họ chơi xe chỉ để là họ phê tôi có tiền mua xe thôi, họ đó khi họ cũng chẳng chạy tour, chẳng chạy tiếp gì hết. Chứ còn những anh em biker đích thực thì không bao giờ họ so sánh cái đó. Ví dụ như là anh em mà hỏi anh ơi em muốn gắn cặp mâm mai chết này được không, thì thay vì những cái người mà không biết chơi á, họ sẽ nói mày có nhiêu tiền, mày biết bao nhiêu tiền không, có lúc nào họ không có đem tiền họ quy hết. Còn những anh em mà chơi xe đích thực á, họ có trải nghiệm mà có kinh nghiệm á, họ sẽ khuyên các bạn á là mâm mai chết nó nhẹ đó, nó đẹp đó, nhưng mà ví dụ như đường xá Việt Nam ổ gà nhiều thì gắn lên suy nghĩ, tại vì nó rất là dễ bị bên mép khi mà mình sập ổ gà. Đó là những người có cái tuổi thọ chơi lâu và những người thật sự đam mê, họ sẽ phân tích cho anh em nghe cái lợi cái hại của gắn đồ chơi. Hoặc là ví dụ như trao đổi về kỹ thuật chạy xe, thì nếu mà họ giỏi hơn mình họ sẽ chỉ mình, và họ nếu mà họ gà hơn mình họ sẽ học hỏi, chứ không có như những người kia họ chạy bằng miệng không à. Ngồi trên bàn họ nói ghê lắm, tới chuyện ra đi tour toàn úp sọt không à, chạy gì bóp giấy đồng đội không chứ chạy gì mấy người đó. Đó nên anh em đừng mặc cả gì những lời nói của những người mà khoe mẽ như vậy, nên anh em có chơi xe đúng theo cái khả năng của anh em thôi. Còn mà thường thường mình để ý nha, những cái anh em nào mà thật sự chơi xe lâu á thì họ chỉ gắn đúng cái trời sáng và cái mô thôi, đó là những cầu thủ chuyên nghiệp ấy. Họ đi nhiều lắm nhưng mà họ không có trang bị cho những xe họ như thắng Lambo, Wolverine, ABC các kiểu gì, họ đơn giản tại họ biết đồ zin là hãng người ta tính toán hết rồi, người ta đã cân đông đo đếm hết rồi, đặc biệt là những hãng xe danh giá thì nói chung là nó không tệ đâu. Thì những xe như là Thái Lan hay là gì đó thì độ zin của nó tệ thiệt, chứ còn những xe đã châu Âu thì nói chung độ zin của nó đôi khi còn ngon hơn được chơi á. Thì nói chung là anh em mình chơi môn gì cũng vậy, đừng có quan tâm đến những cái lời nói phiến diện hay là những cái lời nói ngoài xã hội nhiều, mình cứ chơi theo sở thích của mình đi. Mình có những người bạn nói thiệt chứ tài sản của họ khủng khiếp lắm, mà tại sao họ vẫn chơi những chiếc như FZ 150 hay là CB đời 150, tại vì với họ chiếc xe đó gia tốc nó vừa đủ, và khả năng nó đi lại hàng ngày nó cũng vừa đủ, nên họ không cần mua xe lớn. Thực sự mua xe lớn là để thỏa mãn được cái nhu cầu về tốc độ thôi, đa phần là vậy. Chứ đối với một chiếc xe đi lại thì mình thấy 400 trở lên nó là hơi bị dư rồi. Với lại đi tính ra về mặt kinh tế thì thường những người mà họ biết tiết kiệm thì họ ít chơi xe lớn lắm. Tại xe lớn nó cái chi phí bảo dưỡng với lại cái tiền xăng của nó thì nó cao hơn xe nhỏ rất là nhiều, nên họ sẽ tính toán rất là nhiều mặt. Đó, chứ không phải như còn như ví dụ như bản thân của Râu nè, với lại anh em mà mê xe thì mình đặt cái sở thích mình lên trên cái vấn đề kinh tế, nên ví dụ như là mình thích cái xe đó là mình không còn nghĩ tới vấn đề mà nó bao nhiêu nhớt hay nó bao nhiêu xăng hay là cặp lớp bao nhiêu, mình không bao giờ mình nghĩ, nên mình lúc nào mà cũng chơi theo cái sở thích của mình. Đó, ví dụ như bây giờ nói bản thân Liêm nè, hồi xưa Liêm cũng bị xe xua nhiều, đó năm 2009 và để cho đến đầu 2010 cuối 2009 á, thì lúc đó chơi được con 250. Thì nói chung là lúc đó thời điểm đó thì nhóm thì ít nhưng mà hội thì nhiều. Thì anh em có biết á, vô hội mà anh em xe mà cỡ 250 hay 400 là các anh em toàn là ngồi mâm dưới không, không bao giờ được ngồi chung với mấy anh mà 600 hay 1000 con thối đâu.
nói chung nó phân biệt từ ở trong chính quy cho đến ở ngoài luôn á, mà tất cả các môn chơi giống riêng môn chơi xe đâu, nên anh em đừng có ngại ngùng với cái chuyện đó. Bao giờ nó cũng sẽ có hai thành phần hết, một là chơi đích thực, còn hai là chơi để thể hiện cái tinh tế của mình thôi. Thì nói chung là chơi xe nó là một cái môn chơi dành cho, nói thẳng ra là dành cho những người có tiền. Thì anh em mình đam mê tới đâu chơi tới đó, đừng có đua bơi. Tại vì mình cũng chẳng có được cái tiếng tăm gì qua cái việc thể hiện là tao đã từng mua chiếc xe nhiêu đó tiền, hay là tao đã từng gắn những món đồ chơi nhiêu đó tiền đó. Với chơi xe nó sẽ nhớ tới bạn, hoặc là anh đám anh em nào đó nó sẽ nhớ tới bạn khi bạn chơi như thế nào thôi, cách bạn chạy xe có hay hay không thôi. Chứ còn thật sự ra là cái mấy cái danh nghĩa mà mua xe được tỷ nó cũng chỉ một số một triệu thôi, nó rộ lên cho đi chăng nữa là bạn có vô với xe buýt hay là lên báo chăng nữa thì cũng năm bữa nửa tháng đâu ai nhớ tới bạn. Nhưng mà bạn có một hai cái cử chỉ đẹp hay là giúp đỡ anh em gì khi đi tour thì họ sẽ nhớ tới bạn hoài, và mỗi lần cà phê thì họ sẽ nhắc tới bạn hoài vậy thôi đó. Mình sống ở chạy xe rồi để mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, ví dụ như mình đã từng té ở cái khúc đó rồi, hay là mình từng bị cái món đồ chơi nó hại rồi, thì mình nói lại cho anh em nghe cái mặt lợi mặt hại của nó, thì anh em để rút kinh nghiệm thôi. Cái đó mới là cái quý giá của anh em mình chia sẻ với nhau. Rồi, phải chú sáng đi từng sớm chứ. Mà nãy nhảy thì chạy, anh em có đấy cái xe này nó im liệm không? Thì hôm nay có nhiều anh em hỏi mình đó là sao mà không làm vlog tiếp. Thì mình cũng đang lu bu cái việc mà mở cái shop thủy sinh á, cái là kinh doanh phim cá beta đó, nên mình lu bu mình không có làm. Với lại cái lại vlog mà thì nó là nhiệt huyết cá nhân bằng video clip thôi, nên mình rảnh mình làm, chứ mình không phải thuộc dạng làm kiếm tiền nên ra số thường xuyên. Nên ok anh em mà có mến coi video vlog của Liêm á thì thông cảm xíu, tại nói chung là nó cũng ngẫu hứng thôi, chứ không có phải là định kỳ hay là bao nhiêu ngày bao nhiêu tuần mới ra. Tại mình muốn lưu lại cái để mai mốt mình vô già rồi mình vô YouTube mình coi, để mình có cái để mình lưu lại kinh nghiệm thôi. Thì hôm nay Liêm đang chạy cái xe CB1001, cũng review nhẹ cho anh em một xíu luôn, là CB1001 mà đời 2012 này á, thì công nghệ của nó chỉ là ABS trước sau và có sửa ấm bao tay thôi, chứ còn nó cũng không có chế độ chạy gì hết, không có trợ lực gì hết. Nó hộp số 5 cấp chuyển động bằng trên. Thì mã lực của nó cũng cỡ 140 mấy à. Nói chung xe này mắc biết anh em thấy không, nó để có 220 không cao. Nhưng mà nói chung mà đã chọn dòng Lexus này thì ít ai mà chạy nhanh lắm. Thường thường họ thích cái độ bền và cái độ lịch lãm của nó thôi, chứ ít ai chạy nhanh lắm. Thì lấy xe này về là để đi cà phê báo gần gần thôi, chứ còn đi tour xa là vẫn ôm hai da đi. Chứ con này thì cảm giác mà lên mà hơn 150 á thì nó cũng không an tâm lắm. Cái đầu nó cứ cà phê quê bê nách mà. Thì 919 ngày xưa Liêm chạy nó cũng giống vậy, thì nó nặng hơn á, nó xe máy Mỹ nói chung mà cũng ok hơn về mặt gia tốc, nhưng mà nó cũng không an toàn như Sport. Nên nếu mà để đi tour hay là để chạy nhanh thì lấy kia đi cho nó an toàn. Máy này đi cà phê ok mà cũng nguy hiểm lắm nha anh em. Bujin đang đi Bujin mà nó im xe rim chạy đó, khi không ai né mình đâu, nên giờ chạy cái là cũng không dám chạy nhanh. Ôi trời ơi, đằng trước có một nùi như cái đống bài ngày. Cắt quẹo đi điện vòng sẵn nói chuyện với anh em xíu luôn. Thì cái trang web Việt Nam Auto Show lúc trước mình mới mở mình thấy nó vui lắm, nó nhiều cái đáng học hỏi lắm. Nhưng mà bây giờ sao nó suốt ngày nó cứ lên nó bốc post nha không à, chán đâu. Vô trong đó không còn học hỏi được kinh nghiệm gì nhiều, mà toàn là cứ bên này bốc bên kia bốc lại bên này. Thì anh em cũng biết, nếu mà đã vô Việt Nam Auto Show chỉ có thường thường là hai thành phần, một là thành phần mua bán xe, còn hai là thành phần muốn học hỏi giao lưu kinh nghiệm với anh em. Thì bây giờ thành phần mua bán xe nó hơi nhiều, nên vô trọng là toàn là thấy bốc post luôn, mà thấy cái nhiều cái bốc post vô duyên đó. Mua bán xe thì tất nhiên bản thân mình phải ra coi xe, đừng nghe ai nói đó. Chứ không lẽ có thằng nào nó mua bán xe mà nó nói xe nó khai lỗi ra cho bạn. Mình phải đích thân ra coi xe hoặc là dẫn thợ của mình ra coi xe. Còn nếu mà mình coi không ra mình mua thì là mình ngu, chứ mình chửi ai. Có vậy thôi cũng lên là anh này bán xe không đúng uy tín. Mà bán xe có thằng nào khùng đâu mà nó khai bệnh ra. Trừ khi anh em chơi với nhau, ví dụ như xe tao bị vậy đó, mày nhắm được tiền thì mày chơi. Chứ trên mạng nhau không biết gì đâu mà lừa. Thậm chí nói cho anh em nó còn lừa nhau nữa, nói chi. Nên ví dụ như mấy cái đó mình thấy xàm lắm, đôi khi vậy mà AD cũng diệt được nữa.
phải lên mà co kéo lên cái súng là bên này bóp bên kia bóp bên này, mà đâu có 2-3 ngày chưa xong. Như cái vụ gần đây nhất là vụ của Giang Cà Rừng đó, với lại vụ gì người ta, vụ thêm một người đó mình cũng nhớ, trời bóp lần hai nó không coi á, để làm vậy được cái gì, mua xe không coi kỹ hay gì, thôi ngu chịu chứ. Còn cái vụ như cảm giác cái vụ thì không đủ độ tin tưởng, từ đây mà ra bắt mua xe á, thì nói thôi né đi, mua trong thành phố Hồ Chí Minh đi, thành phố Hồ Chí Minh thiếu xe, sao bị ra tới miền Bắc mua là chửi người ta ông sùng á. Mình nói thiệt chứ, 10 người mua bán xe, 9 người không bao giờ người ta nói ra cái bệnh tật thật của xe đâu. Nên anh em đừng có hy vọng họ thật thà. Đó là cái nghề của họ rồi, mua bán mà. Họ nói ra 50% thôi là anh em nó mừng rồi, chứ cần gì mà như vậy. Thì nói chung á là chơi xe mà từ từ đi. Cái gì cũng phải đóng tiền ngu đó. Anh em đóng tiền ngu thời gian đi là tự động anh em khôn ra chứ. Thiệt cái đó là